Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau tham quan và giao lưu với vườn cảnh ông Trần Văn Anh. Địa chỉ tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng nằm trong cái chương trình du xuân của Đỗ Sinh đến với Liền Anh Liền Chị. Một chương trình mà bonsai và âm nhạc Đỗ Sinh cũng sẽ tiến hành trong một ít phút nữa. Trước khi đến chương trình bonsai và âm nhạc, chúng ta cùng nhau giao lưu với một số những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tại vườn ông Trần Văn Ảnh. Và đây là giới thiệu với các bạn, đây là ông Trần Văn Ảnh. Và ông đang chuẩn bị cho cái chương trình giao lưu âm nhạc và bonsai. Tôi xin chào Đỗ Sinh và chào các anh em chơi cây trên cả nước nhá. Vâng. Ông Trần Văn Ảnh có một cái đặc biệt nhất là giống con răng còi. Vâng, chúng ta nhìn ông Trần Văn Ảnh thì như là anh coi là anh trai của ông răng còi đấy. Thôi, xin lỗi ông Ảnh nhá. Vâng, vâng. Bởi vì thực ra thì trong cái cuộc sống thì có rất nhiều những cái khuôn mặt giống nhau. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển sang đến cái tác phẩm ổi ta mà Đỗ Sinh giới thiệu ngay bây giờ đây. Một cây ổi ta rất hấp dẫn. Đây đấy, ông đến đây tôi xin kiểu ảnh ông đứng với cây ổi. Vâng. Rồi. Chụp nhá. Vâng. À, bắt đầu Đỗ Sinh chụp này. Nãy các bà đi qua. Rồi, chụp nhá. Rồi. Cái gốc cây ổi ta rất đồ sộ. Cây ổi khá là... Ông để viên đá này chính khuất mất gốc. Bỏ đi. Đúng rồi. Đấy. Thế có phải nó thanh thoát hơn không? Những vị trí, có những vị trí viên đá làm mất đi cái đẹp, nhưng có vị trí thì tôn vinh lên. Vừa sáng dọn căn bản nhà. Rồi, đẹp quá, gốc cây ổi. Cây ổi cũng rất là lâu năm rồi. Vì nhà ông ổi ông xin lỗi, vì nhà ông Ảnh đang chuẩn bị làm nhà cho nên ông dồn cây vào nó hơi sát nhau. Đây là tên cây ổi có tên là Siêu Phong Hồi Đầu, giải huy chương bạc. Đã được huy chương bạc tại triển lãm Bắc Ninh. Và đây là số điện thoại của ông Trần Ảnh. Phải nói là cây ổi cũng là một trong những cây ổi đặc biệt đấy, khá đặc biệt đấy. Và nói đến ông Trần Văn Ảnh thì là một người nghệ sĩ chơi đàn bầu rất là hay. Tí nữa chúng ta sẽ được thưởng thức những cung đàn bầu của ông Trần Ảnh. Ông Ảnh ơi, có thể tiết lộ là nếu mà giao lưu thì cái ổi này giá thế nào không? Giao lưu bây giờ nói giá quá cái chứ này. Ông cứ cho một ý kiến đi xem. Cây ổi của ông tôi cũng thấy rất là đẹp, lá nhỏ mà răm cũng nhiều. Rất là ngại Đỗ Sinh ạ. Có một anh ở trong tận Thanh Hóa lần trước anh cứ điện ra nhưng mà ngại quá. Thế ông không báo giá à? Báo giá nó vẫn bình thường, nó vẫn được. Cứ phóng đi một sự theo mình khoảng bao nhiêu tiền thì mình giao lưu được, mình cứ nói đi. Giao lưu bây giờ là tầm 500. Vâng, thế thì ông cứ báo luôn đi, coi là giá 500 triệu đúng không? Còn cái anh em đến tham quan trực tiếp và có cái thương lượng này nhất định thì chúng ta sẽ tính sau, đúng không? Nó là cây, tôi dám khẳng định Bắc Ninh này có 102. Vâng. Khá đẹp. Rất mạnh. Tuyệt vời rồi. Vâng. Rất lâu. Ông còn cây ổi nào nữa không? Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây ổi tầm nhỏ hơn của ông Ảnh đây nữa. Vâng. Đã vặt lá hết rồi. Vâng. Đây là cây ổi thứ hai này. Cây ổi này tầm nhỏ. Báo giá ngay. Cây này bao nhiêu?
cây này 25 triệu. Cây này 25 triệu. Vâng. Và 25 triệu. Quả ngọt như mật ong. Thêm mới tải thì. Ở trong nó ngọt thế kìa. Ngọt như mật, mùi thơm như mật ong. Ừ, thế mới hay. Không hiểu mà lần trước tôi đã bảo để dành cuối cùng. Thế không phải được. Ông bảo là ông cóp ông để dành đỗ sinh để đỗ sinh lên ăn. Mà hôm nay lên thì lại hết rồi. À đây còn một quả này, nhưng mà quả này đã ngọt được chưa? Quả này chưa ngọt. Chưa ngọt à? Đây còn một quả nhỏ đây. Lạ nhỉ, ổi ăn phía trong lại ngọt như mật ong nhỉ. Thơm như mùi mật ong. Ừ, hay thế nhỉ. Và giá là 25 triệu ạ. 25 triệu. Rồi. Đấy, cây ổi giá 25 triệu đây nha các bác. Tôi đứng tránh như này xem có chụp được. Rồi. Tiếp, chúng ta đến với cây xanh tầm nhỏ ngay đây đi. Và bên kia còn cây xanh tác phẩm voi rừng. Đây, cây xanh đây. Cây trước bán thì đẹp quá không chị. Cây xanh này bao tiền? Tôi mới sang chậu. Ừ, cây này thì bao nhiêu? Cây này 17 triệu. 17 triệu. Cây xanh trước đã đẹp quá. Cây trước bán đi. Bán xong đẹp. Tiếc quá. Tiếc. Bán xong bây giờ cái cầm cái tiền đấy đi mua không thể mua lại được cây xanh như thế. Rồi rồi tôi chỉnh sửa tôi sang chậu cho thằng cháu. Tiếc quá nhỉ. Tuyệt vời luôn. Được rồi. Tôi bảo nếu mà đúng là nó không mưa gió là rỗi rãi là tôi đưa. Như vậy là báo cây này là 17 triệu. 17 triệu. Rồi, di chuyển tiếp đi. Một tác phẩm. Có thể là xanh mini. Mini. Xanh này xanh này có phải xanh Nam Điền đâu. Ui dồi ôi. Ông lại dọa ông trêu tôi rồi. Xịn luôn đấy. Nam Điền thì như Nam Điền hạt phải. Không phải. Nam hạt không phải hạt à? Vết cắt của nó đâu? Vết cắt đấy. À bỏ tay này. Đấy vết cắt đấy. Rồi rồi. Sẹo lại mím đây này. Lá bé tí lại nhỉ. Phát đây. Đồ chơi mini. Như vậy là bao nhiêu anh? Nói chung là 10 triệu rồi chưa bán. Cây này á? Giả rồi. Giả 10 triệu chưa bán? 10 triệu. Khoảng hốt. Ba cháu ở đây tranh nhau. Đến là khoảng hốt đấy. 10 triệu và một cháu Hải Phòng vẫn cứ điện đến. Rồi. Đấy chẳng hạn như cây này thì lại rất ít tiền. Cây này thì lại rất ít tiền. Rồi. Điện xịn luôn. Anh bê cái cây này tôi xin anh kiểu ảnh. Không cây này, cây này. Cây cây 10 triệu không bán này. Vâng, 10 triệu thôi. Rồi. Đỗ sinh chụp nhá. Rồi, anh nhìn đây cái. Ui giời đẹp trai quá. Chụp đây. Được rồi. À thế còn cái cây nhỏ này thì bao nhiêu? Nãy anh bảo bao nhiêu đây? Cây nhỏ này. Cây đây gì? Ừ. Cây này thì cây này chỉ 3 triệu thôi. Vâng. Đấy. 3 triệu thôi, được rồi, nhất trí. Trong kia là cây chuối ạ. Cây chuối. Cây này cây chuối. Đây cũng cây chuối. Rồi, xem cây chuối bé này xem nào. Cây này bao nhiêu? Cây này triệu bạc. Triệu bạc nhá. Rồi, thế còn cái cây này to hơn tí đây. Cây này cũng một người bê được. Cây này 3 triệu. Cây này 3 triệu à? 3 triệu. Cũng khá dày dằm đấy. Dày dằm, ui, bán nhiều lắm rồi đấy. Thế mới có tiền làm nhà. Bán cây để làm nhà, giỏi thế. Rồi. Tức là cây này là 3 triệu. Không, cây trong. Cây trong đây. Cây này gì? Cây này là 3 triệu. 3 triệu, ờ, thế cũng rẻ nhỉ. Rẻ, tôi bán hợp lý lắm. Bán rẻ thế mà làm được nhà, giỏi. Vâng, thế còn cây xanh này đi. Cây xanh này cây phượng vũ đấy. Khoảng độ 5 phút nữa các bác nhé. 5 phút nữa. Không, đang quay cây cảnh thì chuyển sang chương trình âm nhạc luôn. Cây này là cây thế phượng vũ. Vâng, có thế là phượng vũ à? Phượng vũ. Rồi. Đằng này nó mặt chính của nó có đỗ sinh. Căn bản đang là làm nhà, làm xếp vào lung tung quá mà hôm nay. Một mình không làm gì mà chuyển. Rồi. Già cóc cách. Nó à chà chà. Mẹ đỏ đấy chứ không phải là không. Lâu lắm rồi tôi làm rồi. Mua 2 cây để cho hoa taxi 1 cây. Ừ. Mua 2 cây. Lá đẹp không? Các bác nhìn cái lá sướng không? Lá quá đẹp nhỉ. Quá đẹp.
hai cây ở trước mua ở Bắc Giang Yên Dũng đấy. Vâng. Mua về coi như hoa bảo cho anh trả cho em một cây. Cây Phượng Vũ này giá bao nhiêu? Cây Phượng Vũ này 30. 30 triệu. Rồi. Khoe gửi nhá. 30 triệu. Ok. Anh còn cây dòng mini nào giới thiệu với anh em chứ? Dòng mini đấy, chẳng hạn những cây ruối của tôi. Tôi nhiều ruối, sở trường của tôi thích chơi ruối. Rồi. Này để khi nào làm xong nhà dàn xếp cho nó ngay ngắn, rồi. Nó thưa cây lên thì tôi sẽ quay cây kia là cẩn sẽ thận. Để trên gác hai rồi. Nhất tại thế à? Cây đấy là cây nhất tại Phúc. Vâng. Đó. Cây đấy phải trên đỉnh gác hai. Rồi. Đây và đây là cái mảnh đất mà một căn nhà mấy tầng? Tôi làm 2 tầng thôi. 2 tầng tương lai đấy. À, ngày hôm qua ông đã đóng cọc rồi. Ngày hôm qua ông đóng cọc xong rồi. Đấy, nhồi cọc xong rồi đấy nhá. Rồi, tiếp đến ông còn cây để hết ra ngoài kia. Thế thì bây giờ làm căn nào? Thôi bây giờ bây giờ chuyển sang quay đến 2 cây nữa. Hai cây nữa để chuyển sang chương trình âm nhạc. Đá. Và chúng ta đến với một cây ruối. Ai dạ. Rất là quái nha. Dáng của một con lân. Dáng con lân à? Dáng con lân. Vâng. Trên một cái bể đá này. Trên một chậu đá cổ. Chậu đá cổ. Thì là đi bán đi rất nhiều rồi. Bán đi lại về lại đi bán đi bán về. Không, cái cây dưới này bao nhiêu tiền anh? Cái nào? Cái này 10 triệu. Cái này 10 triệu à? 10 triệu cây dưới này nha các bác. Vâng. À, nói về dưới thì đằng sau ông ảnh còn có một cây to hơn này. Cây này theo như vũ sinh thì có gọi là tam đa được không? Cái này tam đa. Tên. Tam đa. Tam đa thì cũng được. Thân thì 3 thân rồi. Thân. Nhưng mà cái chỗ trụ nào nó có cân đối không? Đấy, nhìn thì nó cũng tương đối. Ông, cái chỗ này nó có liền không? Liền hết. Chỗ này là liền à? Liền. À. Liền hết. Chỗ này là liền à? Liền đây. Thực ra hôm ấy là sếp lung tung quá nên không để chỉnh chu được. Còn cây đẹp quá thì lại ngoài cổng. Thì cây để tí quay sau. Vâng. Tí nó ngớt mưa hơn mình làm chương trình ca nhạc tí không các ông cụ chờ. Đấy, cây này là đặt tam đa này. Đấy. Thế cây tam đa này bao tiền? Cây tam đa này 20 triệu. Vâng, cây này là 20 triệu. Tôi còn có một cây khế tác phẩm người nhện nữa. Ở bên sân bên kia. Tác phẩm người nhện. Người nhện. Thế, rồi, thế mà kinh nhỉ. Ở sân bên nào? Bên đây. À thì đi được. Đi được. Được rồi, đi. Đi qua chỗ nhà thờ này chứ. Ô, đi qua nhà thờ. Đi sang xem đi. Đi sang để tìm cây khế người nhện được. Đâu? Đây á? Thế mà ông đặt tên là người nhện thì tức là thế nào? Tôi cảm thấy nó giống người nhện, tôi đặt tên nó là người nhện. Giống người nhện? Giống người nhện. À. Cảm tưởng như một con nhện mà nó lại như một người. Thế mà... Như là con nhện mà lại như một người. Như một người, tôi tưởng tượng. Thế... Hôm chuẩn bị để dọn cái thì một thằng cháu bên này lại lấy mất một cây. Cây lần trước, ông quay này, họ lấy mất. Đây lại cây khác. Ờ, đúng là như con nhện đấy. Như người nhện. Nhìn cái rễ, cái chân nó ra này. Giống lắm. Đúng. Hãy chìm tượng. Chúng ta nhìn cái rễ nó chảy ra giống cái chân con nhện thế. Được rồi, tiếp tục. Đây có một cái xanh tầm nhỏ đây. Cái khế này bao tiền ông ơi? Cái khế này rất rẻ, có 18 triệu. Giá 18 triệu. Có 18 triệu. Vâng, người nhện giá 18 triệu. Được rồi, thế còn đây là cây xanh này. Cây xanh, làm biển, có thể hai bàn quay mà cuối cùng cứ để đấy.
Cây xanh làm cây làm sao nó lại cứ dưa dứa, lúc nào cây nào nó ở thế phượng vũ, thế mới tài. À. Cứ làm cây dáng trực nó lại trở thành phượng vũ. Thế mới không hiểu, mà trước tôi mua một cây 120 triệu là năm 2008 ấy. Vâng. 2008 tôi mua một cây, nghĩa là ở Bắc Linh thì chưa ai dám xuống hơn 100 triệu thì chưa ai. Được rồi. Mà cây phượng vũ mà tôi mua, tôi theo đuổi cây đúng 10 năm rồi mua được. Nó mua một sao đất nó mới bán được rồi cây. Rồi. Khiếp quá. Vâng, và bây giờ tôi xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển sang chương trình bonsai và âm nhạc tại không gian vườn cảnh ông Trần Văn Ảnh, thôn Châu Cầu, xã Trung Phong, Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh nhé. Cuốn sau nữa chúng ta lại tiếp tục đến với chương trình cây cảnh nghệ thuật tại đây.